Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13 tháng 11, không khí lạnh đã bao trùm khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11, khu vực Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đêm và sáng khoảng từ 15 đến 18 độ C. Vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm cục bộ với nhiệt độ dưới 11 độ C. Các tỉnh như Cao Bằng, Lạng Sơn có khả năng xảy ra tình trạng rét đậm. Thủ đô Hà Nội ngày 13 tháng 11, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng từ 17 đến 19 độ C. Tối và đêm, nhiệt độ thấp nhất có khả năng giảm xuống 16 đến 17 độ C. Do tác động của không khí lạnh và đới gió đông nên từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 11, khu vực Trung Bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Trong đó, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có tổng lượng mưa từ 300 đến 500mm, có nơi trên 500mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, trọng tâm là các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đề phòng xảy ra lũ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.